À, xin chào cả nhà, chào quý cô chú anh chị cùng các em Phương Bánh nha. Bây giờ Tết tới rồi, công chuyện dữ lắm cả nhà ơi. Bây giờ để mình có một bữa ăn nhanh, gọn lẹ và đầy đủ dinh dưỡng ha. Thì bắt trước làm theo Hải đi. Hải làm bữa nay làm cái món là thịt ba gọi ha. Nói chung là ba chỉ đó, thịt ba chỉ. Mình hấp xả ha, hấp xả về gừng nha. Mình hấp xả gừng cho thơm. Xong mình nhảy mình cuốn bánh tráng mình ăn cái là no liền ha, đầy đủ dinh dưỡng nha. Rồi đầu đây là bún nè, này, bánh tráng nha. Đây, cái này cái chung chung là rau sống các loại nha, ở trong vườn mình nha, chỉ có rau này salad là mình mua thôi. Coi cái này trong vườn dưa leo mình trồng luôn được luôn nha cái nha. Rồi rồi qua đây cải cái hũ dưa chua là chín món lúc trước hãy này nha. Rồi cây đường và đặc biệt là chén mắm tôm này cả nhà, mỡ mỡ thịt mà chấm với mắm tôm này ăn thì bắt lắm nha. Rồi bây giờ hãy mời cả nhà đi theo Hải làm cái món này nhanh gọn lẹ, luộc chút xíu lăn liền, hấp chút xíu lăn liền nha. Bây giờ cái nồi của mình đã sôi rồi nha, nồi nước sôi nha. Giờ xả gừng mình để xuống rồi nha. Rồi cái miếng thịt mình sẽ làm ba vậy nha. Đó, cho nó mau chín nha. Nói chung mình thời gian Tết nhất là mình không có thời gian đâu nha. Giờ mình làm đơn giản gì mình ăn là cũng đầy đủ dinh dưỡng cả nha. Rồi giờ mình đẩy nắp lại nha. Rồi khoảng nửa tiếng nữa là mình ăn là mình có món này đó. A few moments later. Bây giờ mình đem thịt ra nha cả nha. Thịt mình nó chín rồi nha. Thơm gừng với xả quá anh. Trời. Hình như nó chín quá nè cả nhà. Đó, dạng chưa? Giữ nguyên độ ngọt thịt luôn nha. Rồi. Đó cả nhà. Rồi. Rồi. Cái này là tỏi và ớt mình băm ra nha. À, dưới này là mỡ nha, giờ mỡ đã kêu chảo rồi. Bây giờ mình đi xào cái mắm tôm nha, cho nó an toàn vệ sinh thực phẩm nha. Nhiều người không thích thì mình để luôn nguyên mắm tôm cũng được nha. Để mắm tôm như trong keo múc ra mình làm nước chấm luôn cũng được nha. Còn này Hải thì đi xào nha, cho nó màu mè, cho nó đẹp đẽ lên, với cho nó an toàn chút nha. Đây, chén mắm tôm của mình nha. Giờ mình cho vào luôn ra cái nha. Cái này cái mùi nó cũng nhìn nghe nó hấp dẫn lắm nha. Nói chung cái món mắm tôm này nó hơi mặn nha cả nhà, mà mình phải bỏ thêm đường và bột ngọt thêm nha. Rồi sau khi mình nếm vừa ăn nghe nè, bây giờ mình nhắc xuống nha để cho nguội một chút. Hả, xin chào cả nhà nha. Con kính chào quý ông bà cô bác. Rồi bây giờ cái món dạo ngày Tết á thì mình bận rộn nha, mình lo làm việc không cả nhà, nên là công việc ăn uống thì mình cũng sao nhãn nha. Và để có một món ăn ngon và nhanh gọn lẹ, Hải đã bữa nay gửi đến gia đình mình một món là thịt heo hấp xả gừng chấm với mắm tôm nha. Rồi bây giờ Hải mời cả nhà mình ra dùng thử nha. Còn mấy đứa con ăn đi, ăn đi, đem chung ăn đi. Còn mình những cái gói của rồi mấy đứa con ăn cái đó, phần đó đi, còn cha là cha gói từ từ. À, gần lát thì ở đầu mình cái này là mình thấy mình lớn rồi, mình không có gói sẵn rồi nha, mình tới đâu mình ăn tới đó. Gói trước cho hai cái nhỏ vậy thôi đó. Đây bún nè, bây giờ mình hãy có không mời mà cô bác ăn bánh tráng cuốn đó. Cuốn đây mình thêm cái này luôn nha. Con mời ông bà cô bác ăn bánh tráng cuốn thịt heo ông bà cô bác ăn thịt heo cuốn bánh tráng, thịt heo luộc thịt heo hấp, thịt heo cuốn bánh tráng. Đây mình có để mấy cái trong cái món này nó thơm ngon là trời lắm cả nhà. Đó mình thêm này nữa ha. Người cái dưa leo mình đâu rồi đấy, trời ơi chín chết. Giờ cuốn nè, này dưa chua luôn cả nhà ơi. Nói chung là cho một miếng dưa chua luôn nha. Cái hũ dưa chua huyền thoại của mình nha, dữ lắm ạ. Thấy ra nè. Rồi là hãy mời cả nhà mình ăn một miếng thịt heo hấp xả gừng nha, hấp xả gừng cho thơm và chấm
mà nói mà chạy đến miếng. Chấm mắm tôm nha. Rồi, hai mời cái nè. Béo. Là vỗ mình dưỡng à? Quay tưởng. Giống như cái mắm tôm mình ngóng luôn. Có cái từ giờ nha. Cái thịt này á mà mình hấp xả với gừng nha, giờ nó thôi em xả gừng nha, giờ thêm khế rồi khóm này nữa ha. Rất là thú vị. Hải dặn vợ mình không chắc chưa cục má bự bự gì tôi đúng không? Đúng chưa, ăn hiểu mới sướng cả nhà. Ăn kèm khóm vô ngon luôn á làm. Để hoa thử. Mời nhà mình nè. Béo. Nó béo quá. Đam con gói, dịp con gói đi, lấy con gói, con nó để cho em nó ngọt quá. Anh đậu tiếp tục nha những nhà ơi. Hải sẽ làm cuốn nữa nha. Chung quá ngon à, bữa nay. Làm chuyện ngày sáng giờ. Nhưng mà mình để trong giai đoạn mình hấp ra xả gừng á. Mình còn đi làm được nha. Tết nói chung là công chuyện đâu không biết nhiều lắm nha. Lặt vặt tùm lum chân là bài hả mình làm hết. Mình ăn cái này làm nhanh nha. Vừa nhanh vừa đầy đủ dinh dưỡng cả nhà. Mình thêm vô. Trời cuốn đó anh no đây đúng anh này. Cái miếng mỡ cho cha ăn á, ngon ghê quá. Bự nha. Nói chung là bự luôn. Không mình tại vì mình gói không có gành lắm. Mỗi lần mình gói là gói cái mình lấy nó đủ đầy đủ như nhiên liệu cái là nó bự quá nghe cả nhà. Đó. Nó uống làm bự ghê. Size M rồi hả? Size mấy rồi con? Size XXL nha cả nhà ơi. Rồi hãy mời cả nhà mình nha. Vẫn còn không? Ăn cảm khế hả? Hơi khóm. Hơi khóm ăn vô đã nè. Ngon. Chua chua. Còn ngọt, ngon thơm á. Ông một tiệc dài, ông một chai thật chắc. Cái này tuy đơn giản mà ngon. Cái này nấu đơn giản. Rồi luộc xong xong á. Luộc xong mà thịt chín rồi nhưng, nhưng là cái xong là ăn được. Cái mấy món này là ngày Tết đồ ha. Trong nhà súng lại cuốn ăn ngon. Mà em thấy nhà ai hầu như Tết cũng ăn món này đây. Cuốn thịt ăn dễ ăn ha. Nó dễ ăn tiết kiệm thời gian. Chỉ luộc thịt rồi pha nước chấm thôi. Nước mắm hay là tương vậy ai em muốn ăn vậy ăn. Như chín món cha lắm. Mời nhà mình. Béo. Bao miệng luôn anh. Béo. Nhưng mà ngập miệng béo. Mở. Mở phủ qua miệng. Nhất găng, nhất găng. Dạ. Ê, cuốn lâu quá cả nhà. Bây giờ mình ăn cuốn nè. Bóc à. Trời ơi, một con này mắm tôm kết hợp với cái rau, cái lá rau mơ.
Thì trong vườn có gì rau gì hái rồi nó ăn ngon. Rau vườn ăn ngon thôi, thở thuốc luôn. Ôi lạ. Thì cha ăn rau thấy thèm không? Hai đứa ăn rau như cha vậy đó. Ăn mỡ ra nè ơi. Ăn mỡ heo với hái không? Ừ. Người chín món ngon luôn. À, cái hũ dừa ngày Tết mình á. Tuyệt vời. Chua, chua dừa ăn lắm cái nè. Tuyệt vời ha. Ủa là? Ừ, cha kìa, nhìn cha ăn mới thấy thèm kìa hai đứa. Dạ. Ừ. Nhìn mấy nhìn cha quất quen cục bỏ. Vâng. Không nhận một điều. Ừ. Mình ăn bóc ngon hơn, ngon hơn mình gấp nha. Ăn thịt không lắm, béo mất. Ăn cuốn. Nhà thấy anh ăn cái nó nghỉ đại, cuốn luôn rồi anh. Lại lên. Làm biến cuốn. Còn cuốn nha con. Ăn nhanh ha, vậy nhanh ha. Làm biến cuốn. Cuốn lâu lắm. Cuốn lâu. Nói chung là mình làm chạy gấp rút mình ăn đoạn rồi mình đi làm chuyện. Những sao mình cuốn dài cuốn đầu cho nó lịch sự thôi, thế rồi thôi đợi ăn riết. Vậy chứ thịt mình cuốn rau không cũng ngon nè. Ừ. Vô một cái nha. Đó. Mở rồi mà ha. Đó. Hai miếng nha. À, à. Ba miếng mỡ cả nhà. Chấm cho mắm tôm mà kết hợp với rau ha. Rồi đưa cho miếng. Đúng là tuyệt đỉnh nè. Ừ. Rau nó tươi nhờ em. Nó tươi mà nó ngon quá. Được gần vậy ha. Đúng là chiên vậy ta. Một tay anh là anh nè ha. Một tay anh làm nên tất cả nha. Đó. Đó. Uống. Ừ. Dâu. Ừ. 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 Khó mà làm. Ừ. Thế ăn cái này á kết hợp miếng khế miếng khóm mà tuyệt vời nhất nha. Rồi có chữ nơi ăn nó chua chua ngọt ngọt đó. Ừ, chua chua ngọt. Rồi đó. Ừ, quá ngon cả nhà ơi. Thôi ba cho con đứng luôn rồi kìa. Ừ. Thịt ngon. Ừ. Hôm nay vừa mở rồi thịt nữa nha. Nói chung là giờ hãy ăn miếng này nữa thì chắc ăn hãy cũng tạm biệt nha. Đang đi làm mà tới công chuyện nữa nha. Ba con làm gì ăn mà đứng hết trơn cháy. Trong bữa nay ăn ngon không con? Hai đứa. Dạ ngon, no luôn á. Ngon, no luôn. Rồi, tại gia đình đây giờ cái nhà Hải nha, ăn đã tạm thời nói chung là vừa bữa nay ăn có bữa nay là ngon. No. Rồi cả nhà mình thấy cái món của Hải làm ăn bữa hôm nay đó. Nó nhanh, gọn lẹ, hấp dẫn nha. Nhớ cho Hải một like, một trang lượt đăng ký cả nhà. À, tới đây thì gia đình Hải tạm biệt đại gia đình mình nha. Hẹn gặp lại ở clip sau nha cả nhà ơi. Con tạm biệt quý ông bà cô bác. Hôm nay mình ông bà cô bác. Rồi. Right.